Bầu ơi thương lấy bé cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Đúng như vậy, đạo lý thương người như thể thương thân là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay. Kính thưa ban giám khảo cùng tất cả quý thầy cô giáo kính mến, chính vì lẽ đó mà hôm nay chúng em, những học sinh của trường trung học cơ sở Trần Cơ Vân, muốn gửi đến hội thi học văn văn học với một tiểu phẩm mang tên Lời Nhắn Gửi Yêu Thương. Mình cũng từng là một cô bé bán diêm như thế. Cách đây một năm trước, tôi được sống hạnh phúc trong tình yêu thương và che chở của bố mẹ. Thế rồi, đại dịch kinh hoàng xảy ra trên khắp thế giới và Việt Nam tươi đẹp của chúng tôi cũng không ngoại lệ. Nó cướp đi sinh mạng của nhiều người và cũng cướp đi hạnh phúc của bao gia đình. Trong đó có gia đình tôi. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh của mẹ, của cha đau đớn trong bệnh viện dã chiến. Covid đã cướp mất ba mẹ của tôi. Anh đang nhìn cho anh. Anh chưa em. Và anh đang rửa uống mì này. Sao giờ này em còn lang thang ở đây? Ba mẹ của em đâu? Em không, ba mẹ của em đều bị mất cái cỏ rồi. Em không có ba, mẹ em thì bị bệnh, không thể làm gì được. Con chị, ba mẹ chị đâu mà chị còn lo không ở đây? Chị cũng giống các em thôi. Ba mẹ của chị xa lắm, ở một nơi mà chị không bao giờ có thể nhìn thấy được. Chúng ta chị lại nhớ đến câu chuyện của bé bán diêm của nhà văn Đan Mạch Andersen. Chị cứ tưởng cô bé bán diêm chỉ có trong truyện thôi, nhưng không ngờ hôm nay chị đã chứng kiến cảnh thật trước mắt mình như thế này. Có chuyện đó như thế nào? Chị kể cho chúng em nghe đi. Đúng rồi, chị kể cho em nghe đi chị. Được rồi, chị sẽ kể cho hai em nghe. Có một cô bé trước kia từng được sống hạnh phúc trong tình yêu thương của bà và mẹ. Nhưng cuộc sống hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì mẹ và bà của em lần lượt qua đời. Em sống cùng người bố nghiện rượu, gia sản nhà em dần tiêu tán. Em phải đi bán diêm để kiếm tiền. Nhưng xót xa hơn là những lúc không bán được diêm, không có tiền đem về, thì em lại bị những trận đòn roi của người bố tàn nhẫn kia. Và rồi vào một đêm giao thừa. Ơi, ơi, thank you.
giờ quẹt quê chim ta. Ôi, ấm áp quá, ấm áp quá, thật là dễ chịu vô cùng. Ôi, thích quá. Đâu rồi? Nên quẹt thêm một lần nữa không ta? Ôi, bàn thịt thật là ngon, nhiều mà ăn ngon quá. Ôi, con ngỗng quay kia thật là to và bự, mình phải ăn thật no mới được. Ôi, đau mất rồi. Hay là bây giờ mình quẹt thêm một lần nữa ta? Ôi, cây thông Noel kia thật là đẹp, mình chưa bao giờ thấy một cây thông Noel như thế này. Ơ, cây thông của em của mình đâu? Nói quá bà ơi, có nên quẹt thêm một lần nữa không ta? Ôi, bà ơi. Ôi, cháu gái của bà, đêm nay giao thừa, sao cháu lại đây? Cháu phải đi bán chim ạ. Cháu chưa bán được que chim nào, về nhà sợ bố mắng cháu. Tội cháu của bà quá. Bà ơi, bà làm với cháu như bà. Bà ơi, bà ơi. Đây là con cháu. Từ nãy đến giờ chúng ta lượn lên lấy con chim của con cháu. Ra bên đây, trong cuộc sống này, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nhưng mà quan trọng, ta phải biết yêu thương, chia sẻ lẫn nhau. Sống đâu mới trở nên tốt đẹp được. Chú là ai? Tại sao chú lại nghe nói câu chuyện của chú cháu? Chú ạ? Chú chỉ đơn giản là một người nghệ sĩ đường phố. Chú ở đây là muốn giúp các cháu. Con gái ơi! Dạ? Ray này quá giờ nó đen này. Ơ, sao các con buồn vậy? Có phải là con đang nhớ đến người bọn năm trước phải không? Thôi, không sao đâu. Cảm ơn bút, cảm ơn bút xin lâm. Nhìn trẻ đông xấu rất hạnh phúc trong ngôi đời SOS. Còn cậu bé có vé số thì với số tiền của các bạn thường quân, cậu ấy đang chịu bảo vệ cho bạn mình rồi. Còn nghe nói cậu học rất giỏi nữa cơ đấy. Thật vả bố, con vui quá. Đã giờ cô bé bán chim trong viện không được học, cũng gặp được những người tốt như bố, thì chắc chắn cô bé sẽ không chết. Thôi, không sao đâu con, mọi chuyện đã qua rồi.